ghê vậy, chàng cùng làm giống như cái chân lực chứ trời. Quá sống rồi. Đó, mình bắt đầu cho lãi vô trước nha. Tiếp theo là mấy cái chiếc ghe nhỏ nhỏ các bạn, như cái sắt này kia nè. Bắt đầu vô. Ngoài kia thì có xe ben các bạn. Tàu biển là đang vô ha, cho lãi máy 6 đang vô. Hino 6 V7 con này là con, nhắc lại đây là con Hino 6 V7 nha các bạn. Chân dịch là cũng tương đương mấy anh lỗi xẹp. Con heo xài nè, bánh chớn quay ngoài nè. Cái vỏ dài, cái dàn lắm, quá khủng. Đây các bạn, thì bây giờ phương tiện vỏ lãi là cũng chuẩn bị chạy ra bên ngoài cống ha. Đem mấy anh em bạn đi biển vô rồi.
chạy qua cống không nổi, giờ chú mình ông đu với cái tàu để ông kéo qua luôn nè các bạn. Còn chưa, cái cua le này là dữ lắm luôn các bạn. Chú ông kéo cái ra đó là cho ông chạy qua cống không nổi luôn. Sắt chiếc xe ben nổi các bạn, đi cái phà này chở xe cuốc này. Không hay thì nhỏ quá không biết. Nắng này là tới cái mùa có máy ảnh nè, chở rất là nhiều xe ben. Trên kia sao mà quay ngang vậy? Rồi cái chiếc của em nó cũng là thầy ông đang bắt qua đây rồi. Lượt ngoài vô là lượt cuối cùng rồi đó ha. Bây giờ thì tới cái lượt phía trong ra. Kia sắt quá nạp rồi kìa, dữ lắm nha. Trời ơi ghê vậy. Xà lan anh tránh kìa. Ở đó bên đó là có một cái trái nổi đó các bạn, và bên đây đậu thêm nó hơi bít bít nữa ha, cho nên hơi rất là khó. Đó trái nổi kìa. Giờ thì tới cái luồng phía trong đi ra là luồng thẳm các bạn. Xà lan cát rồi lum hết trơn ha. Anh ta lại bấm vượt tên luôn rồi kìa. Wow. Dữ. Quá chạy vậy. Bắt trọng cái miếng dán rồi đó ông bày à. Lên trước luôn cho thầy đang vô. Để thôi nó ép à.
to luôn nè. Hình ở phía kia thì mình thấy lên cũng khá là đông luôn các bạn, xà lan đá nữa nè, có chiếc tàu kéo đang chạy bon bon tới nè ha. Đây, chiếc cát quá lớn. Quá lớn, nhìn cái dàn cát này như cái sân, nhìn như cái sân banh vậy. Cắt bớt đi, cắt bớt đi, không hết rồi. Oh, về lại rồi. Cắt cái gì lại đưa mà. Wow. Này đưa vô hết nửa câu mẹ. Quá lớn. Cho cái mũi xích qua xích qua. Quá trời luôn rồi. Chiếc này bề ngang như vậy anh. Để cái gì? Có một người đó được mấy thôi. Người mấy luôn rồi. Thì giờ nó bao mấy mét rồi. Ờ. 40 mét. Đưa vô cái là nửa câu rồi. Còn gì nữa đâu. Nhìn như cái sân banh. Trời, đi phía sau cho các bạn xem. Không biết cái chẹt có vô được hay không nữa. Đang đậu ở đó rồi. Chiếc này quá lớn luôn các bạn. Chiếc này vô cái là muốn hết phần nửa câu thiền luôn rồi. Trời ơi trời. Bạn nhìn cái bề ngang của nó nè, từ phía này mà đụng đây rồi mà qua bên kia là sát bờ luôn. Mày à, xà lan của Vĩnh Long các bạn. Qua bển được nổi đâu. Chở nè, chưa đủ tải nữa các bạn, còn hai tách nữa. Dư tải khá là nhiều. Tàu kéo nó kìa các bạn. Nghĩ chắc tàu kéo đợi chuyến sau quá. Ở đây khá là đông mà. Đây vô đây, cái chiếc phà này dưới kia là thêm chiếc ghe nữa. Bích luôn rồi. Ghe nó kê dừa các bạn.
Bây giờ cái âu thuyền đã mở một cánh cửa ra nha các bạn. Chú chạy cái máy đê kìa, chở về nước các bạn. Ở ngoài nhà biển xà lan này kia cũng mở dây chạy vô từ từ ha.
quá sóng. Rất là đông vỏ luôn các bạn, xà lan nữa ha. Quá nạp rồi, tàu kéo kìa, quýu rồi. Chuồn luôn hơi vỏ đấy các bạn. Coi anh tàu kéo anh vô cái âu thuyền này như thế nào ha. Quá tàu kéo. Tới chỗ luôn á.
vô mà lái xà lan luôn các bạn. Cục dây thấy nặng quá, anh chồng để cho chị lái luôn rồi.